là một người rất là ham học hỏi. Nó thể hiện qua cái việc là em có tới 3 bằng thạc sĩ. Trời đất ơi. Nên là cái việc này á, là nó được học hỏi. Đây là không phải là học thuật không, mà là còn học hỏi về văn hóa, về cách đối nhân xử thế con người. Anh có món quà, nước hoa anh mua từ Tây Ban Nha, phải chạy hơn 20 giờ bay, rồi hơn hàng chục ngàn cây số đem về đây, chính gốc tại Barcelona. Dạ, em cảm ơn. Với tính năng EKYC, xác thực hình ảnh, pickable cho bạn smart thật, sẽ chi thật. Mời em trai giới thiệu về mình. Hola a todos. Hoy quería presentarme un poco en español y francés y inglés. Y vamos. What? What did? Có thể nói tiếng khác không? Tiếng đó tôi chưa hiểu. Tiếng tiếng Nhật đúng không? Dạ không ạ. Tiếng Tây Ban Nha. Trời ơi, vậy tôi nghe ra tiếng Nhật. Tôi nghe họ ra tiếng Pháp nữa chứ. Em người Tây Ban Nha hả? Dạ không ạ. Em Việt kiều Tây Ban Nha. Dạ. Em mới đi học Tây Ban Nha 2 năm về. Ủa vậy đó hả? Dạ. Rồi học bên đó gì? Dạ em học thạc sĩ. Thạc sĩ? Dạ, quản trị kinh doanh ạ. À dạ. Dạ. Anh là tiếng tiếng Tây Ban Nha đó hả? Dạ. Vậy là sao dịch cho anh nghe luôn coi. Em dự định là hôm nay á là em tới đây để em giới thiệu một chút về bản thân mình bằng tiếng Tây Ban Nha. Thì em tên là Khoa. Em sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em 28 tuổi. Em là một con người rất là tốt bụng và rất vui được gặp MC anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan, cũng như là bạn gái và gia đình hai bên ạ. Em xin cảm ơn. Rồi, mời nhà gái giới thiệu cho mình. Em chào chị Ngọc Lan, chào chú Quyền Linh, chào bạn Nam với cả chào quý vị khán giả. Em là Nguyễn Diệu Linh, em năm nay 22 tuổi. Em hiện đang làm trợ lý giám đốc cho công ty xuất khẩu đồ ngoại thất. Em làm việc ở quận 2. Em sống ở đâu? Em ở quận Tân Phú. Sống với ai? Em ở chung với cả bố mẹ. À, vậy hả? Em hãy cho biết ưu điểm, khuyết điểm của mình cho nhà gái nghe. Dạ, trước tiên á là nói về phần ưu điểm á. Ừ. Em là một người rất là ham học hỏi. Nó thể hiện qua cái việc là em có tới 3 bằng thạc sĩ. Trời đất ơi. Nên là cái việc này á là nó được học hỏi. Đây là không phải là học thuật không, mà là còn học hỏi về văn hóa, về cách đối nhân xử thế con người. Ngoài cái việc mà tránh cái tình trạng là mọt sách á, em còn tham gia văn nghệ. Nên là em đạt rất là nhiều giải thưởng về văn nghệ. Ngoài cái khả năng ca hát á, thì em còn biết chơi nhạc cụ, piano, guitar. Trời, nó còn sao là giỏi vậy rồi. Nãy em nói em đang làm việc gì chị quên rồi. Hiện tại em đang công tác tại phòng huy động vốn của ngân hàng Á Châu. Thạc sĩ là lương cao lắm à. Có thạc sĩ MC không? Có thạc sĩ MC không? Bữa nào giới thiệu anh tư vấn cho anh học thạc sĩ MC không? Dạ, tại trong chữ MC á, là có chữ Master đó. Nên anh không cần học nữa. Master of Ceremony. Vậy là anh thạc sĩ rồi đó hả? Vậy là anh thạc sĩ rồi đó hả? Dạ. Trời thật... ơi. Nội ơi, xưa giờ tôi thạc sĩ tôi không biết ông ơi. Vậy đó hả? Dạ, nên anh không cần học nữa. Tự nhiên. Cảm ơn dạ. Em đã phát hiện ra cái từ đó anh. Thôi, nay tôi lên mặt rồi đó nha. Dạ. Nên... Thôi, thì để chứng minh đi. Thay đổi không khí chương trình, em xin phép đàn một bài hát để... Có tài như trổ tài cho dạ. Nhà gái biết đi em. Ngon nha, tôi thấy dạ. Nhà, chai sơ sơ là ngon rồi đó. Dạ, em xin đàn bài hát cũng khá là vui tươi của nhạc sĩ Đức Huy, Lời Yêu Thương ạ. Trong lòng hoài nỗi những lời yêu thương đã từ lâu ấm ấp trong lòng hoài.
trai tôi vậy đó, giới thiệu nhà gái biết. Nhà trai tôi vậy đó, giới thiệu nhà gái biết. Hay lên mặt quá. Giờ nhà gái mình có tài lẻ gì không em? Mình thể hiện liền đi em, chứ bên kia lên mặt quá chị chịu không nổi. Giờ em không hát rồi chị hát à? Giờ em không hát rồi chị hát à? Thôi thôi. Thôi được rồi em gái. Thật ra nói chơi thôi. Trai tài gái sắc. Bên đây nhà trai tôi có tài, bên nhà gái có sắc, được rồi. Xinh đẹp. Dĩ nhiên. Quá xinh đẹp. Tôi thấy vậy tôi thấy ổn định rồi đó. Tôi thấy vậy là không lẽ giờ mở rào ra cho gặp nhau luôn chứ. Ừ, tôi nôn lắm. Thiệt. Nhưng mà thôi mình để hỏi sơ sơ chút coi. Người xinh đẹp quá mà sao giờ được ế trời. Có mối tình nào chưa? À, em có một mối á. Mối mấy năm? Khoảng 5 rưỡi. Rồi sao xinh đẹp này mà sao chia tay vậy trời? Tụi em chia tay trong Hòa Bình thôi ạ. Hòa không Bình? Không thấy tiến xa hơn được nữa thì tụi em dừng lại. Trời, tụi trẻ giờ nó cũng hồi hộp quá. Bình yên quá cũng chia tay nữa. Nói chung là bình yên cũng chia tay nữa. Còn này, ba cái ông thạc sĩ này cũng tài giỏi hát hay mà sao mà chưa có người yêu vậy nè. Dạ, tại vì do là em cũng bận học quá. Ừ. Dạ, nên lúc mà qua Tây Ban Nha thì cũng 2 năm dịch giãn cách. Với cô gái Tây Ban Nha đẹp lắm. Có quen cô nào không? Dạ, dạ không ạ. Em học á, nên nãy em nói là em dành thời gian để học nên em lấy 2 năm lấy 2 cái bằng á. Lo học quá đúng không? Dạ. 3 cái bằng thạc sĩ mà. Dạ, chào chị. Không biết có mấy mối tình rồi? Dạ thì 2 mối tình. 2 mối? Dạ, lúc là sinh viên. Dạ. À. Mối tình thì cái bạn ấy cũng đi hát chung với em. Hai đứa em thì cũng là hạng nhất hết. Nhưng mà có 2 đứa hạng nhất mới chia tay đó. Dạ. Phải đứa hạng nhất hạng nhì nó không có chia. Tụi em đi hát rồi nói chung tính nghệ sĩ thì đôi khi nó cũng có những cái giận hờn. À, thì mình cũng trẻ mà mình chưa có trưởng thành á. Ừ. Nên thôi thì sau đó thì em với bạn ấy cũng làm bạn và tới bây giờ bạn ấy cũng có gia đình có con thì em cũng chia sẻ những cái kinh nghiệm những cái kiến thức mà em có được cho bạn ấy. Rồi mối tình thứ hai. À, thì mối tình thứ hai thì lúc làm việc ở tại ngân hàng thì em cũng vô quá trình là bận em mới đi nước ngoài rồi em cũng nhắm là thôi mình cũng không có tiện để người khác chờ đợi mình. Nên thôi em cũng chủ động và em cũng chia tay. Ừ. Thôi mấy bà mối còn sao đó. Gả tôi nhà gái qua đây đi. Ủa đâu gả liền được. Ủa đâu gả liền được. Chứ sao? Ủa gì phải hỏi cặn kẽ rõ ràng. Tôi phải hỏi nhà gái tôi nhu cầu có bạn trai như thế nào. Bên đây đáp ứng được hay không? Bà mối. Em bây giờ em nói đi nhu tôi cầu thấy bên có nhà bạn gái trai chị của em đó. Như thế nào? Em muốn bạn trai cao ráo, sáng sủa, hơi mũm mĩm. Sáng trưng. 3 cái bằng thạc sĩ nó sáng, tao nói hơn đèn ô tô. Em ơi, bên đây tao bận học lắm, cho nên là người ta cũng không có thời gian người ta ăn nữa. Nên người ta cũng không có mẩm mỉm được. Thôi mình tha thứ cho cái chuyện đó đi. Sau này nuôi béo được. Rồi được, đó, hợp lý. Nói gì nữa cưng? À, với cả tôn trọng sở thích của em. Em thích gì? Em thích nhạc Hàn Quốc. À. Thích gì nó lớn thích nhạc Hàn Quốc nha. Hả? Thích nhạc Hàn Quốc. À. Nhạc Tây Ban Nha người ta còn hát được với chi nhạc Hàn Quốc. Nhạc Tây Ban Nha em cũng thích. Nhạc Tây Ban Nha em cũng thích. Cũng thích luôn hả? Chúc hát bài Tây Ban Nha nha. Dạ. Vậy thôi hả? Có cái điều gì em không thích ở đàn ông không? Em không thích là con trai gia trưởng. Đây người ta học nước ngoài, người ta hiện đại lắm. Không ai gia trưởng hết trơn á. Bây giờ mình muốn một người bạn gái sao nè em trai. Dạ, sẵn cái nhu cầu của bên đấy thì em cũng nói luôn là em cũng rất thích xem phim Hàn Quốc. Ừ. Nên rất là thích nghe nhạc Hàn Quốc luôn. Vậy đó hả? Dạ, những cái bộ phim mới nào trending nào là em cũng coi hết. Có biết nói tiếng Hàn Quốc không? Dạ chưa, em muốn học thôi nhưng mà em chưa có học. Opa, saranghae, saranghae. Kamsahamnida. Ông saranghae với tôi nhìn tôi sợ. Mệt. Cái nó saranghae của ông tôi sợ. Rồi bây giờ nhà hỏi người thân. Hỏi người thân đi. Nhà gái đi với ai cưng? Dạ em đi với 2 người bạn thân của em. Em xin chào anh Quyền Linh với lại chị Ngọc Lan ạ. Em là bạn của Diệu Linh. Thì em thấy em trai này rất là dễ thương, hòa đồng, hát hay, tài giỏi. Thấy cặp đôi hôm nay đúng là tài và sắc ạ. Vậy là hợp ha. Dạ. Em đi với ai em? Dạ hôm nay em đi với mẹ em. À có mẹ hả? Dạ. Trời mẹ trẻ đẹp quá ha. À, xin chào MC Quyền Linh và diễn viên Ngọc Lan. Dạ. À, cô là Đỗ Thị Thanh Tâm, mẹ của Nguyễn Đăng Khoa. Cô cũng công tác trong ngành giáo dục. Nói về con trai của mình xíu là Nguyễn Khoa thì tính tình nó hiền lành,
sống tình cảm và rất là có hiếu. Và Khoa chịu khó. Thật ra nãy thì cô có nghe bạn gái nói là sợ là con trai gia trưởng, nhưng cô dám bảo đảm với con rằng là con cô không phải gia trưởng. Và bản thân gia đình cô cũng là sống rất là thoáng. Nếu có duyên á thì hai đứa con gặp nhau và tìm hiểu thì cô tin rằng Khoa sẽ đem hạnh phúc đến cho con. Trời, hay quá. Cảm ơn cô. Cô đảm bảo người lớn không có gia trưởng nha. Thôi bây giờ hai bên gặp mặt đi. Mở rào. Bắt đầu đi cưng. À, hôm nay anh có món quà, chiếc Khoa anh mua từ Tây Ban Nha. Phải chạy hơn 20 giờ bay rồi hơn hàng chục ngàn cây số đem về đây, chính gốc tại Barcelona. Dạ, em cảm ơn ạ. Anh gửi em. Em cũng có món quà tặng anh. Dạ. Nó là khung ảnh là để anh kỷ niệm. Hy vọng là nếu như có duyên á thì sẽ là hình của mình. Dạ. Hai đứa đứng gần lại, chụp tấm hình cái bỏ vô khung ảnh đó luôn nè. Dạ. Đứng sát vô nè. Rồi, có hình bỏ khung ảnh nha. Hai bạn ngồi đối diện nhau trò chuyện đi nào. Anh muốn hỏi em tí là anh thì cần một người phụ nữ thì cũng đơn giản thôi, nhưng mà anh chỉ cái điều mà anh trăn trở mà cần nhất là nếu như mình có duyên mình sống với nhau thì em có chịu là về ở với nhà của anh không? Tại vì nó có lý do như thế này là vì ba anh mất sớm, mẹ anh thì ở một mình. Nếu bây giờ mà anh không ở gần mẹ thì mẹ anh chỉ có một mình thôi, vì em gái của anh là vừa rồi là đã đi học nước ngoài rồi. Em có chấp nhận là chịu mà về ở chung với gia đình anh không? Anh chỉ cần hỏi em câu đó thôi. Em thì em vẫn thích là ở riêng hơn. Ừ. Nếu như mà anh lo cho bác thì mình có thể có một giải pháp mà em nghĩ là ở gần bác và qua thăm bác thường xuyên. Ừ. Cái giải pháp này là anh thấy cũng hợp lý. Thì không sao hết, mình có thể ở rồi cuối tuần mình về mình thăm gia đình. Tại vì giờ anh cũng học nước ngoài, anh cũng tôn trọng quyền tự do hết. Anh cũng không ép buộc ai. Dạ em cảm ơn. Giờ người ta có gia đình, người ta khoái ở với mẹ chồng lắm. Bởi mẹ chồng vừa giữ cháu nè. Đúng. Cơm nước nè, lo lắng đủ thứ hết trơn á. Ở riêng là mệt lắm đó. Dạ, với lại anh cũng nói thêm, mẹ anh là giáo viên mỹ thuật, tiểu học. Nên là hiểu được tâm lý của chị em, nếu có gì thì có thể giúp đỡ được mình. Và mẹ anh nấu ăn rất là ngon, nhờ vậy á mà anh cũng qua nước ngoài cũng tự nấu ăn luôn. Nên là nếu mà ở riêng anh cũng vẫn phụ và nấu cơm được, nấu ăn được, nên anh không phải là kiểu mà em làm việc này anh làm việc kia, chứ anh không có để làm hết cho em làm một mình hết. Bên nhà gái cũng đi du học nước ngoài về đó. Dạ. Đúng không gái? Dạ. Em cũng từng đi Mỹ 4-5 năm mình đó hả? Dạ. Rồi bây giờ mình trao đổi chút xíu về cái chuyện hẹn hò đi các bạn. Anh không biết là cái thời gian rảnh của em á, là em làm từ thứ hai đến thứ sáu. Dạ, em làm từ thứ hai đến thứ sáu và giờ hành chính. Ừ, anh còn... cũng là như vậy. Thì mình sẽ rảnh cuối tuần, thì thường mình sẽ có những cái thời gian cuối tuần để dành cho nhau. Ví dụ như cuối tuần mình đi xem phim, ví dụ em thích nghe nhạc Hàn Quốc thì mình có thể book những cái vé máy bay mình đi xem phim Hàn Quốc. Cuối tuần ví dụ vậy, hay là mình tập hát những bài hát Hàn Quốc, anh có thể đàn cho em hát ví dụ vậy, hoặc là em muốn hát thì anh có thể hướng dẫn cho em hát. Nhà trai tôi đưa ra hết vấn đề rồi đó, được đúng không? Dạ. Với lại hồi nãy em có nghe bạn gái nói là bạn gái cũng muốn nghe một cái bài hát ngắn bằng tiếng Tây Ban Nha, thì anh cũng xin phép hát một cái bài tiếng Tây Ban Nha. Bài này cũng thông dụng thôi, mình sẽ biết. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Que tengo miedo perderte después.
tiến tới chút xíu, mình giao lưu về cảm xúc xíu đi. Bây giờ hai đứa nhìn nhau 30 giây và nói những cái cảm xúc của mình đối với người đối diện sau cái cuộc nói chuyện từ nãy giờ. Em thì thích tất cả những cái mà anh chia sẻ. Tại vì anh cũng từng đi du học, cũng khá là thoáng, cởi mở và tôn trọng ý kiến của em. Là em rất cảm ơn vì cái điều đấy. Em cũng mong là mình có thể tìm hiểu thêm về nhau. Ừ. Thì anh thì anh cũng rất là quý em. Ngay từ cái nhìn đầu tiên thì những cái chia sẻ của em đúng là thật sự là khi chỉ có những người mà mình cùng đi ra ngoài, mình trải nghiệm thì mình mới nắm hết được những cái nhu cầu, những cái mong muốn. Thì thật sự những cái nhu cầu của em là rất là chính đáng. Nhưng mà có thể mình sẽ cùng nhau học hỏi cùng nhau. Nếu như mình có duyên thì mình sẽ cùng nhau học hỏi, tại vì không ai hoàn hảo hết. Ba bằng thạc sĩ cũng không là gì. Nên là mình sẽ cùng nhau học hỏi và cùng nhau cố gắng. Đúng rồi, ba bằng thạc sĩ nó lớn thật, nhưng mà không có cái bằng lòng đó thì cũng khó lắm em. Đôi khi ba cái bằng thạc sĩ thua cái bằng lòng á. Bằng đó quan trọng lắm. Rồi hai đứa về vị trí, mình đưa ra quyết định đi các bạn. Có quyền quyết định riêng cho trái tim của mình nha. Chúng ta bấm thì chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Mình đang đối diện với tất cả bạn bè, với gia đình của mình, với hàng triệu khán giả. Chúng ta không thể dối con tim của mình được. Quyền quyết định của các bạn. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Chúc mừng. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau nào. Nói với mẹ điều gì đi. Mẹ ơi, đầu tiên là con cảm ơn mẹ. Nhưng mà con nghĩ là những cái quyết định của con á, mẹ cũng đều là luôn luôn là hiểu và thông cảm cho con. Nhưng mà dù sao đi nữa thì con vẫn rất là thương mẹ. Và con thương mẹ bao nhiêu thì con cũng sẽ thương người phụ nữ con bấy nhiêu. Chúc cho các bạn trẻ thật là nhiều hạnh phúc trong cuộc sống này. Một nụ hôn đầu tiên. Xin phép hôn mẹ. Rất là đẹp ha. Gái tài gái sắc là đúng đấy. Và đây là những món quà dành cho các bạn. Đây để anh mở. Dạ, trong cái món quà này có một ý nghĩa mà em muốn tặng tới anh, là em tặng một cuốn sách nấu ăn và một cái tập về. Về ý nghĩa là tại vì cái mức độ nấu ăn của em cũng tương đối là ngon vừa vừa, nên là em muốn sau này khi nếu chúng ta mà có cơ hội đến với nhau thì chúng ta sẽ cùng nhau nấu những món ăn theo con cuốn sách này. Em có thể đeo trên cái tập về này luôn được không ạ? Và người ta đã dịu rồi đem đeo tập về chứ nó còn ác nữa. Rồi ép người quá đa. Em thuộc chưa? Dịu nó còn dịu hơn nữa. Ai tên dịu đeo tập về vô đúng là dịu. Ôi vi dịu. Thì hôm nay đến với chương trình anh cũng có món quà tặng em. Dạ. Nói chung là bây giờ cũng sắp tới mùa đông rồi thì anh đổi rồi đổi luôn đi em ơi. Trời nắng này đội nón mát lắm mà. Anh cầm giùm anh. Dạ dạ em cầm giùm. Trời. Sau đây chắc phải đi Đà Lạt quá à. Biến Sài Gòn Đà Lạt. Bếm biến sân khấu thành cái bếp. Có cần đeo luôn không anh? Em đeo bao tay luôn lúc, hả? Lúc lạnh để lúc lạnh em đeo chứ không cần đeo luôn hả anh? Dạ, cảm giác bây giờ em rất là ấm áp. Em thấy bạn này sao? Ăn cái món ăn là em cứ tưởng tượng ra người phụ nữ này công dung ngôn hạnh không? Cái khuôn mặt bạn này sao? Em tưởng tượng thì
bạn chắc có nụ cười tỏa nắng. Nụ cười tỏa nắng, em thích nụ cười tỏa nắng đúng không? Dạ. Khuôn mặt bạn em nghĩ là sẽ phúc hậu. Phúc hậu. Có phúc hậu rồi. Có đúng gu của em không? Em cảm nhận là đúng gu của em không? Nãy giờ nghe bạn nói chuyện thì nó vô cái gu luôn rồi. Vô cái gu luôn phải không? Vô cái gu luôn. Ờ, em không thích cái điều gì ở người phụ nữ? Nói chung là em thích phụ nữ là phải chân thành, rõ ràng trong tình cảm. Nên em không thích ở phụ nữ những cái tính ngược lại tính đó. Không thích ngược lại cái tính đó là chân thành. Phải chân thành trong tình cảm. Dạ, yeah. Em rất là chân thành. Đó, luôn. Em nói lớn lên coi. Bên nhà trai nói nhỏ của mình nói lớn dần mặt đi. Yeah. Em nói. Em rất là chân thành luôn. Em rất là chân thành đó, nghe chưa? Được. Cái gì vậy? Được mắm ngon quá. Trời đất ơi, hút luôn nước mắm được kìa. Trời ơi là trời. Em có một cái hình mẫu lý tưởng nào không? Em thích cái mẫu người nó na ná như là Ninh Dương Lan Ngọc á. Cái gì Ninh Dương Lan Ngọc hả? Thích cái mẫu Loan người na ná, na ná giống như Ninh Dương Lan Ngọc. Không. Nói chung là cũng vui tính rồi cá tính sắc sảo thông minh. Sắc sảo thông minh. Rồi ông hỏi nhà gái tôi đi. Ngon. Mắm ngon mà cay đã đồ một hồi luôn. Chào em gái. Dạ em chào anh. Không, xác định là em có thể mở cái quán gọi cuốn được rồi đó. Cái quan trọng vẫn là nước mắm. Dạ. Bây giờ là mong muốn về một người yêu lý tưởng của em như thế nào? Mẫu hình đó. Mẫu hình thì về ngoại hình của em á thì em mong muốn ăn đi cao khoảng cho em tầm 1m7. 1m7 có. Có luôn ạ. Dạ mập một chút xíu cũng được. Mập. Nhưng mà bụng đừng có bự. Bụng đừng có bự á. Thì tại vì bụng bự mặc đồ nó là sao sao em không có thích. Có bự không? À, tiếp về là em thích con trai mà có lông chân chút xíu. Trời ơi, ngay trước mặt em đó. Ngay trước mặt em đó. Cái gì? Đàn ông có lông kìa. Ai có lông vậy mà. Trời ơi. Một chùm. Một chùm. Tại vì đó là đúng mà nam tu. Nam tu gì? Nam tu nữ nhũ, đó là tiêu chuẩn của ông bà mình đặt ra là cho một người đàn ông và một người phụ nữ. Là sao? Đàn ông là phải có râu nhiều nè, lông tay, lông chân nhiều nè, lông mày rậm giống như anh Huyền Linh vậy đó. Em biết không, thực ra là ông cạo đó, chứ tay ông lông không à. Nhiều khi ông tự thất vọng bản thân, nó sao lông tôi như khỉ vậy bà Dân. Nhưng mà lông là rất đẹp, đàn ông là phải như vậy. Dạ đúng đó. Em thấy em cũng thích nhiều lông á, con đó. Trai có nhiều nhìn nó đã, đã thiệt luôn á. Trai có nhiều lông đã hả? Dạ. Có hiểu đã gì? Thì đó, tại em thích. Ở đây nói chung là bản lĩnh đàn ông ở đây có hết, chỉ có điều hơi dịu chút thôi. Không, hơi em không thích dịu vừa thôi, chứ dịu quá nhiều khi người ta lại tưởng lộn là nó cong cong anh. Không, bên đây nói chung giỡn thôi, chứ bên đây thực sự rất đàn ông. Rất đàn ông. Dạ. Anh đau luôn. Tại nãy giờ anh làm cho nó... Nó vui vậy đó, vui. Cái thực chất nó như vậy. Ý anh nói y như em nói. Không, bây giờ vậy đi, em đi với ai vậy? Em đi với ai? Dạ, em xin giới thiệu em đi cùng với dì của em, rồi con của dì và sếp của em ạ. Dạ. Rồi. Đâu bây giờ dì hoặc là sếp cho ý kiến xem là cái bạn bên kia bạn có hoàng diệu không? Rồi, Miro ở dưới gia đình. Xin chào Quyền Linh ạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào tất cả các quý vị khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Chào nhà gái. Dạ, tôi là cháu của Bích Lộc. Bích Lộc đang hiện đang sinh sống cùng với gia đình chúng tôi tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Nói lại tôi là gì chứ, sao tôi lại là cháu? Là dì ruột luôn ạ. Vâng, là dì ruột. Nói lại gì lại đi, gì nói giờ tôi là cháu của Lộc. Dì ruột, dạ. Vâng, dì nói lại đi ạ. Tôi là dì ruột của cháu Bích Lộc. Hiện nay cháu Bích Lộc đang là sinh sống cùng với gia đình chúng tôi tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay là đến tham dự với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dần lời đầu tiên là tôi là xin cảm ơn cái chương trình đã tạo điều kiện cho là các gia đình chúng tôi được gặp nhau ở giao lưu ở cái sân chương trình hôm nay, cũng như là tạo điều kiện cho các cháu có cơ hội để tìm hiểu nhau. Các cháu mà đến được với nhau thì là gia đình rất là phấn khởi. Thì theo từ lúc mà hai cháu mà đang trao đổi với nhau thì tôi thấy thế này,
Nói chung là cháu trai ấy, thì nhìn thì cũng ngoại hình thì cũng tương đối là đồng nhất với cháu gái của tôi. Rồi còn cái tính tình của tôi thì nói chung thì cũng vui vẻ hoạt bát. Còn tôi xin hỏi thêm là thế là cháu trai hiện nay là cháu công tác hay cháu làm nghề gì? Dạ cháu thưa với dì là cháu làm thủ kho công ty trách nhiệm thương mại của bạn. Hiện nay là cháu đang ở quận mấy? Dạ cháu ở Gò Vấp. Gò Vấp rồi. Dạ. Thế là gia đình cháu là có mấy anh em? Dạ cháu có ba chị em. Cháu có một chị gái và một em gái. À, bố mẹ cháu hiện đang ở Bạc Liêu hay là trên thành phố? Dạ đang ở Bạc Liêu. À Bạc Liêu. Thì cháu ở trên này là cháu ở với này. Thế cháu... là cháu có nhà riêng cho hay là cháu vẫn? Cháu ở với nhà cô của cháu ạ. À rồi rồi. Thì thấy qua cái ngồi mà nghe các cháu mà trao đổi thì cô thấy là gì, thấy là cũng hai cháu là sẽ tương đến đồng, với nhau tương đồng đấy ạ. Tương đồng, dạ tương dạ. Đồng. Thứ nhất là về cái tuổi tác này, về hình thức này, rồi cái công việc thì hai cháu đều ở thành phố Hồ Chí Minh cả, thì nói chung là nó có cơ hội để mà dễ mà để mình có những buổi hẹn hò tiếp theo hàng tuần hay là hàng tháng. Thể là tuần, nếu gần thì có thể tuần được lần để các cháu tiến tới hôn nhân, thì chúng tôi rất là phấn khởi. À, xin chào chương trình. Rồi cảm ơn dì của Lộc ha. Dạ. Một bên là ở nhà cô, một bên ở nhà dì, tương dạ. Đồng quá hợp lý. Rồi Diệu đi với ai Diệu? Dạ, hôm nay em đi với ba của em, với một ba người em hả? Gái, một người em họ. Ba dạ. Rồi chào chú. Con chào chú ạ. Là xin chào là Quyền Linh và chị Hồng Vân. Dạ. Dạ xin chào tất cả quý vị thăm đài. Tôi là cha của Hồng Diệu. Tôi là Lâm Hoàng Diễn. Là Diệu là Lâm Hoàng Diệu. Dạ. Thành ra dòng họ gì đây không? Tòa này ra đây không? Hoàng Diệu có đường Hoàng Diệu quận 4. Thì tôi kể lại ngắn gọn thôi. Thì nói chung là Hoàng Diệu á hồi 7 tuổi á đến học từ 7 đến học lớp đại học thì đồng Diệu rất là có hiếu với cha mẹ ông bà, thường xuyên giúp đỡ bạn bè, là nhiều khi là chăm lo cho là anh chị em, nhất là đặc biệt là thương con nít, thương nít lắm, thấy nít là thương dữ lắm, nhưng là lúc nào là Diệu cũng hiếu, có hiếu với ông bà cha mẹ hết. Nhưng mà về tánh hình con Diệu á thì con Diệu là thường nữ thích Diệu nhiều hơn trai thích, tại nó tánh nó mềm mỏng, thật mềm mỏng lắm. Nhưng ngược lại qua là chương trình này để tôi thấy là cháu gái này cũng được, thì tôi mong rằng làm sao là cho hai con á, là làm sao là được bấm mút với nhau để tìm hiểu nha, đi đến hôn nhân. Dạ. 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 Chủ. Cảm ơn chú. Dạ. Rồi bây giờ mình mở rào nha. Mở rào. Chào anh, em cũng có món quà tặng anh. Em mở luôn. Đây để anh mở. Dạ, trong cái món quà này có một ý nghĩa mà em muốn tặng tới anh, là em tặng một cuốn sách nấu ăn và một cái tập về. Về ý nghĩa là tại vì cái mức độ nấu ăn của em cũng tương đối là ngon vừa vừa, nên là em muốn sau này khi nếu chúng ta mà có cơ hội đến với nhau thì chúng ta sẽ cùng nhau nấu những món ăn theo con cuốn sách này. Em có thể đeo cho anh cái tạp dề này luôn được không ạ? Ta người ta đã dịu rồi đem đeo tạp dề cho nó cùng ăn nữa. Rồi ép người quá đã. Em thuộc cho Diệu, nó còn Diệu hơn nữa. Ai tên Diệu đeo tập về vô đúng là Diệu. Ôi vi Diệu. Thì hôm nay đến với chương trình anh cũng có món quà tặng em. Dạ. Nói chung là bây giờ cũng sắp tới mùa đông rồi. Thì anh đổi theo. Rồi đổi luôn đi em ơi. Đó.
Trời nắng này đội nón mát lắm mà. Em cầm giùm anh. Dạ dạ em cầm giùm. Trời. Này sau đây chắc phải đi Đà Lạt quá. À. Biến Sài Gòn Đà Lạt. Bếm biến sân khấu thành cái bếm. Có cần đeo luôn không anh? Em đeo. Bao tay luôn lúc, hả? Lúc lạnh để. À lúc lạnh em đeo chứ không cần đeo luôn hả anh? Dạ cảm giác bây giờ em rất là ấm áp. Rồi đó, hai đứa đứng nói chuyện đi. Đây đây cái hộp để, đó đây. Để hộp đó xuống đi. Rồi đó. Dạ. Đâu? Dạ thôi. À, nói chung là nào giờ anh không có cục dạ khăn choàng cho nên là anh không biết là có đúng không? Hay không. Như thế này em cảm giác ấm áp lắm rồi anh. Chứ cục nữa chắc là ấm nữa anh. Thì anh tặng em món quà này với ý nghĩa là anh muốn cái giá trị món quà đem lại cái hơi ấm trong tim em mà. Dạ em cảm ơn anh. Ủa chứ có thiệp có gì trong đây không cưng? Em coi cái hộp quà. Dạ có em có thấy. Trời ơi bao tay với giới luôn mà Linh ơi. Hả? Bao tay màu hường luôn. Dạ đúng rồi em thích màu hường. Đó đó thích hường giới màu hường luôn này hường cam. Diệu luôn thích màu hường lắm á. Bài thơ anh dặn tặng em mà. Dạ. Bị chị Hồng Vân phát hiện cho nên thôi em đọc. Em đọc nhưng mà anh tự đọc đi nó thấy dài hấp dẫn hơn anh. Để anh đọc cho dạ, em anh nha. Đọc đi. Bài thơ hả hay gì cưng? Dạ bài thơ chị. Đọc đi cưng. Dạ bài thơ tặng cho em với cái tựa đề anh đặt là điều anh chắc chắn. Dạ. Đã biết bao người em chưa chọn để dành cho anh chỗ trống hôm nay. Đã biết bao người em từ chối để gật đầu về với đội của anh. Tuy không cao và cũng chẳng sang, nhưng anh chắc lòng anh đủ lớn để chứa tình yêu và chứa cả em. Và anh chắc rằng mình có thể mang nụ cười hạnh phúc đến cho em. Dạ, cảm ơn anh. Cái bài thơ này là sao? Là em tự làm hả? Dạ. Em tự làm hay copy một cái... Dạ không, hoàn toàn 100% của em làm. Là em tự làm luôn? Dạ, em làm mấy ngày trước, mới chỉnh sửa hồi đêm hôm. Mới chỉnh sửa hồi đêm hôm. Ừ. Lúc mà em làm vậy em có hình dung cái cô gái ở trong cái bài thơ này giống như bạn này không? Chắc cũng na ná. Na ná hả? Ừ. Hay quá ha. Đó, thì dành cho em rồi đó. Bạn gái hát tặng bạn trai một bài đi, giao lưu đầu tiên cái đi. Tại lúc này em nói nè, em khả năng hát của em là banh ngóc á. Em chỉ sợ em hát xong mọi người. Mặc cái đồ này là hát người tình mùa đông là đúng nhất nè. Được đó, nhưng hát mà em không thuộc, em không thuộc bài đó. Bài gì cũng được hết trơn, hát tặng bạn trai đi. Người ta có lòng tặng cái nón cái khăn đẹp quá. Anh mà. Có, anh có biết cái bài Duyên Phận không? Cái gì mà anh hát, em quên mấy cái câu em học mới học đi, quên nhớ có câu đầu tiên nè. À em nhớ rồi để em hát, có gì hát chung với em nha. Nhưng mà anh không nhớ lời. Em hát rồi anh hát theo em, em hát. Em hát Duyên Phận được. Chứ Diệu nó hát Duyên Phận là. Hát không, hát chung với em đi, hát chung với em. Hát chung cũng được đó. Hát chung không được. Vậy em hát một câu thôi nhé, tại vì em nhớ có một câu à. Thôi vậy Diệu hát luôn đi Diệu. Con nó tới đâu. Dạ em hát luôn nè, mọi người cứ bình tĩnh nha. Rồi. Dạ. Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Để dạ, Diệu hát đi, để Diệu hát đi. Thôi để Diệu hát đi. Tại vì cái này là nó cũng chưa có vô tông đó. Không phải có tông cũng có vô đâu. Diệu đỡ liền đi. Nè em có thích con trai miền Tây không? Dạ có. Em yêu em có thích cải lương không? Dạ có luôn. Trai miền Tây là hát cải lương rất là vô hay. Đi Diệu. Rồi. Một bài cải lương Diệu. Anh hát đi anh. Nhưng mà anh nói trước nha. Dạ không sao. Anh hát xong em không có bỏ về liền. Dạ em sẽ ở đây với anh đến tận cuối cùng luôn. Nào giờ chưa hát lần nào cả. Để lần. Nó hai đứa hát còn không thì hát vẫn làm con gái. Hát nào hát thôi. Nói chung tại vì đêm hôm em thức khuya quá nên là non quá ngủ không được. Hát cái lương sẽ bể chương trình thì thôi em hát một câu. Yeah. Một đoạn trong bài hát cứ nhau đi. Yeah. Hỡi em yêu, anh muốn nói một điều lấy anh đi. Để thôi được về cô liêu, bên nhau sớm chiều, yêu nhau thật nhiều và yêu như chưa từng yêu. Không Diệu, em hát cái lương đi. Đặc trưng của miền Tây. Bạc Liêu mà. Dạ, thì cái giọng em ấm đó, Bạc giọng Liêu. Hay á. Dạ, Bạc Liêu giấc mơ tình yêu. Cái lương. Trời ơi. Ủa mà sao quên này. Để nó hát đầu đi.
có hát bài chầu cao. Trời ơi một lá chầu xanh cũng nặng hoằng trên đôi vai bé nhỏ, nên gánh tình duyên đã gãy đổ từ bao giờ. Trời, hát nội dung hai đứa bay lập cánh hát được đó. Nói chung là thôi khỏi hát như vậy đi. Thôi hai đứa ngồi đi, ngồi hai đứa lập cánh hát bảo đảm đi. Cái đầu hát rồi em đeo luôn, cứ đeo luôn. Trời ơi bạn gái tặng em, đeo chút chạy xe ngoài đường chơi vui tại em cảm giác ấm áp quá. Em ấm áp quá anh. Rồi cảm nhận về nhau đi các bạn. Rồi đó, nó cảm nhận về nhau đi. À, cho anh hỏi cách trước nha. Lỡ tháo rồi bên kia tháo luôn đi. Thôi cứ để đi. Ôi tội nó. Dễ cưng mà. Nó bị dài quá, tháo ra đi. Dễ cưng mà. Đó, ra có tháo dùm. Tháo rồi lộn đi. Đây, tôi xếp cho. Dạ, em cảm ơn. Giờ hai đứa nói về cái chuyện mà em bé đi. Dạ. Em nói là thích em bé. Dạ. Rồi bây giờ nói đi, vậy lấy nhau rồi sanh bao nhiêu đứa? Anh dự định là sinh mấy đứa và anh thích con trai hay con gái? Anh thì nói chung là con cái, anh không có quan trọng vấn đề mà trai hay gái. Dạ. Miễn là em sinh ra là anh đều thích mà. Nhưng vấn đề là anh thích con gái đầu lòng. À đúng rồi, em cũng thích con gái đầu lòng mà em thích hai đứa con gái và một đứa con trai lận. Xin luôn hai đứa đi, dễ thương lắm. Dạ. Là em muốn sau này ví dụ kết hôn là mình có ba người con. Dạ, nếu mà khả năng của em cho phép em cũng muốn ba đứa luôn. Nếu lúc đó mà nhà nước mình không cho sinh con thứ ba thì sao? Không, đâu có sao đâu, có nhiều cách mà anh. Mình đã thích rồi mình cứ làm thôi. Thôi mình nhân đôi đi, hai hai là bốn. Anh có làm được không? Anh muốn hai trai hai gái. À vậy hả? Trời cũng không sao, nói chung là chắc em làm được. Hai lần sinh thôi, lần sinh hai là dạ. Được rồi. Anh muốn hỏi em cái mối tình mà em nói quen với cái người mà lớn tuổi hơn nhiều. Dạ. Thì anh muốn biết là em cái lúc đó em quen với người đó thì cái suy nghĩ của em như thế nào? Thì lúc đó thì em mới ra trường á. Ra trường em quen người đó thì nói chung lúc đấy em vẫn còn nhỏ, em cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Nói chung là mình thấy người ta phù hợp, hợp với mình, người ta thương mình rồi thì mình tới vậy thôi. Chứ lúc đó thật ra em mới có 23 tuổi mà, nên em cũng bình thường cảm nhận nó cũng vậy thôi chứ không có gì hết. Tại vì nó cũng chỉ có một năm thôi. Em có ngại vấn đề mà người nam người bắc không? Dạ không, cái về cái quan niệm nam bắc của em thì em cũng không có nghĩ nhiều, bởi vì bây giờ em đã vào trong đây rồi á thì có lẽ là em cũng muốn mình sống ở trong đây và làm việc ở trong đây luôn, chứ em cũng không muốn ra bắc nữa thì đó. Dạ. Em hôm nay đến em cảm nhận anh như thế nào? Dạ em cảm nhận anh cũng gần như cái suy nghĩ của em, là nói chung là chân anh có lông không? Không cưng mà, thấy cưng mà. Người ta rất là thực tế, ta thích người đàn ông có lông. Lại gần gần, nó giỡn cho ta lại gần gần chút. Em lại em coi đi em. Lại gần cho ta coi có rõ không? Mở lên nè xong lại coi đi. Coi có đúng. Lông là phải coi gần gần mới thấy. Rồi thấy chưa? Dạ thôi em thấy hé hé được chút xíu, chắc là có rồi anh. Hé hé là dạ dưới này có, chắc trên có đó anh. Dưới nào có? Dưới chỗ chân á. Có dạ đây có rồi. À, rồi đúng rồi, ý luôn đã luôn anh. Cái này là em chỉ thua anh Quyền Linh chút xíu thôi à. Ủa anh Quyền Linh chút xíu thôi. Ủa, lý tôi... do em thích vậy là tại vì em thích con trai giống như chị Hồng Bơi có nói á, thì con trai vậy giống với manly mạnh mẽ. Chứ tại vì trong cái môi trường làm việc của em á, em gặp nhiều bạn nam á, làm cùng với em thì bạn cứ nói chung là nó không có lông, rồi nhiều cái tính cách á nó cứ
cảm giác không phải là đàn ông á, nó cứ cong cong á. Em cảm nhận anh hôm nay có em đàn ơi, ông không? Em kiểm tra lông mà để đàn ông thì em cũng sai lầm em ơi. Có nhiều người lông đầy mà cũng không phải đàn ông đâu. Dạ đây là cách, em nghĩ được cách này cho em kiểm dùng cái này trước, bữa nào về em kiểm tra sau. Em quan điểm như thế nào về tình yêu với hôn nhân? Quan điểm về tình yêu hôn nhân của em là sự chung tình, xong rồi luôn tin tưởng, tôn trọng và yêu thương, chia sẻ với nhau, cùng nhau vượt qua sóng gió để hướng tới một cái tương lai tốt đẹp hơn. Em chỉ còn như vậy. Em cũng muốn hỏi anh một câu á, tại vì em cũng nghe anh chia sẻ về cái mối tình mà 10 năm của anh á, thì thực sự là em cũng, anh kêu là anh mới có chia tay có 1 năm thôi, thì thực sự em không biết là cái cảm nhận bây giờ, giả sử có một lần vô tình nào đó anh gặp lại, có khi nào anh gặp lại cái người đó không, ý là vô tình thì anh có cảm nhận như nào và gì không, vì người ta thường nói là tình cũ không rủ cũng đến á, em cũng sợ tại vì nó lâu á. Anh nói chung là trong tình cảm nó rất là rõ ràng, với lại trách nhiệm. Mà khi đã quyết rồi thì anh rất là dứt khoát. Anh yên tâm vấn đề đó, cho dù bây giờ vô tình hay là cố tình gặp thì cũng người đó cũng chỉ là người dân thôi. Dạ, em hỏi anh thêm một câu nữa nha. Thì tại em ở ngoài Bắc á, thì thường thường Tết em sẽ, bình thường như bây giờ em chưa có lập gia đình á, thì Tết em sẽ về Bắc 1 lần. Thì giả sử như vậy sau này mà em lấy chồng rồi, đôi khi có thể là em vẫn ở trong đây, nhưng có Tết nào đó em muốn ra Bắc thì anh như thế nào? Anh có ra cùng em không hay là như thế nào? Anh nghĩ thì mình sẽ tùy vào cái tình hình thực tế lúc đó. Nhưng mà anh cũng sẽ uyển chuyển để ví dụ như năm này thì mình đón ở trong đây, năm sau thì mình đón ở ngoài em. Mình có thể uyển chuyển được. Dạ, vậy thì em cũng an tâm hơn. Với em muốn hỏi thêm một câu nữa thôi được không ạ? Em hỏi nhiều câu cũng được. Ý là về giả sử sau này em hỏi thêm một cái thực tế hơn là mình giả sử nhé, mình đến được với nhau á, thì anh có thể ý là về cái chuyện mà tiền bạc trong gia đình á, thì anh muốn người nào sẽ giữ cái đó và như thế nào? Anh nghĩ là cái vấn đề giữ tiền nó cũng không quan trọng. Yeah. Và vấn đề là niềm tin mình cho nhau thôi. Dạ. Yeah. Niềm tin mình cho nhau. Anh khẳng định cho em một câu đi. Em tin anh không? Bây giờ thì em chưa biết em có tin anh hay không. Nhưng mà sau này thời gian để em có thể. Nhưng mà em vẫn muốn anh chốt cho em một câu đi. Thì em muốn giữ thì anh cho em giữ thôi. Ngại, hơi ngại nói mà ngập ngừng. Phải nói. Rung quá. Nói tóm lại trong cuộc sống cái đó là một cái quan điểm rất là rõ ràng thôi. Có nghĩa là có những gia đình thì họ là chồng của chồng, chồng giữ của vợ, vợ giữ. Và họ có một cái quỹ chung để họ tiêu xài chung. Hoặc là đưa hết cho vợ hoặc đưa hết cho chồng. Đó là quan điểm của mỗi bạn. Mỗi bạn cứ việc nói ra quan điểm của mình thôi. Nói chung người nào giữ thì nó cũng không quan trọng. Quan trọng là mình chi tiêu như thế nào, rồi mình có kế hoạch định hướng như thế nào. Cái đó mới là quan trọng. Em nhờ em hỏi đủ rồi ạ. Anh có muốn hỏi gì về em nữa không ạ? Mình bấm nút đi. Mình bấm nút đi kìa. Yeah. Đó, tự rồi. Nhắc luôn đó, ông mối ơi. Hết hỏi đúng không? Bây giờ nói thật nè. Em có cảm giác một chút gì đã rung động với người đối diện chưa? Về nói chung về những gì mà nãy giờ bạn gái nói thì em có thiện cảm. Có thiện cảm. Yeah. Rồi, còn bạn gái sẽ trả lời bằng nút bấm. Tất cả chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn. Chúng tôi đã tạo điều kiện rất lâu để các bạn có thể trò chuyện với nhau, có thể vui, có thể cười. Nhưng đã đến lúc chúng ta phải nhắm mắt lại và thật sự trung thực với trái tim của mình các bạn nha. Sự trung thực đó sẽ giúp các bạn đến gần nhau hơn. Chúng ta không nên dối con tim của mình. Cảm giác đây sẽ là một nửa yêu thương của mình thì bấm nút. Còn không cảm giác được điều đó thì cũng không cần bấm nút. Để cái điều đó cho nhiều người khác nữa. Đừng gọi là lấy duyên của nhau mà khi đó mình xem đó là không phải. Chuẩn bị 3 2 1 hết thời gian. Chúc mừng.
rất chân thành. Nhiều quá. Tay nhau nào. Đó. Bây giờ mình có ba nè ha, có đại diện đàn gái, dì cũng như là mẹ rồi. Mình hứa với hai bên gia đình và xin phép hai gia đình là bắt đầu từ bây giờ tụi con được phép hẹn hò với nhau. Bắt đầu đi Diều. Anh ngu với em nói chứ. Em nói có gì ngồi kìa. Dì như là mẹ đó. Dạ con chào dì. Chào cả họ nhà gái. Thì em đến đây á, con đến đây thì con lấy hết cái chân tình để đến đây. Thì con bóc nút thì nó cũng nó là cái quyết định của con, cái duyên của con. Thì con không biết đó là cái duyên nó đến đâu, tại vì duyên còn phải có nợ nữa. Nhưng mà con nghĩ là con với em ở đây có nhiều điểm để tìm hiểu nhau mà tiến xa được. Con hứa điều gì là gì đi. Nếu có nợ có duyên thì em hứa cái gì? Dạ nếu có đủ duyên đủ nợ thì con hứa gì là con cũng em nào bây giờ thì ở với dì, dì chăm lo em cũng mấy lâu nay thì dì giao cái trách nhiệm lại cho con. Nói gì đi. Ở đây với ba nè. Dạ con chào bác. Thì đến được hôm nay thì thực sự con gặp anh thì con cũng rất là vui. Dù gì thì mình đã tới đây thì mình hãy cho nhau một cơ hội thì mình cố gắng tìm hiểu. Rồi sẽ nếu cơ hội có duyên con nợ thì mình sẽ cùng nhau đi đến cuối cuộc đời. Con xin cảm ơn. Hôm nay với sự chứng kiến của hai bên gia đình, với hàng triệu người chúng ta nói cái gì ta nhớ giữ điều đó. Yeah. Chúng ta xuất phát từ tình cảm, từ trái tim và sự trao đổi cùng với cái duyên mà chương trình đã kết hợp. Hy vọng là chúng ta chăm sóc cái duyên đó thành cái nợ nha. Yeah. Duyên nợ đang chờ hai đứa đó. Yeah. Những chiếc vé xem phim cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Và mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha.